bạn đang có kế hoạch đi Đài Loan nhưng chưa biết cách xin visa du lịch như thế nào. Hôm nay, Lữ Hành Việt Nam xin giới thiệu dịch vụ làm visa du lịch Đài Loan đơn giản, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Hộ chiếu bản gốc thời hạn 6 tháng trở lên. 2. Hai ảnh 4x6 nền trắng, không chỉnh sửa quá đà nên chọn ảnh chân thực nhất. 3. Sổ hộ khẩu để xác nhận thông tin cư trú. 4. Căn cước hoặc căn cước công dân. 5. Hợp đồng lao động và đơn xin nghỉ phép nếu bạn là cán bộ công nhân viên. Giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy tờ thuế nếu bạn là chủ doanh nghiệp. 6. Sổ tiết kiệm để chứng minh khả năng tài chính. 7. Giấy tờ sở hữu bất động sản như sổ đỏ giúp độ tin cậy của hồ sơ. Quy trình làm việc gồm 6 bước. Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ visa, bao gồm tư vấn và đánh giá tổng quan hồ sơ. Bước 2. Ký hợp đồng dịch vụ, nhận hồ sơ và các giấy tờ cần thiết. Bước 3. Đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và làm các bước dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ nộp. Bước 4. Hướng dẫn khách hàng phỏng vấn hoặc đến trung tâm lấy dấu vân tay. Bước 5. Theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ. Bước 6. Trả kết quả visa tận nơi. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.